Phương của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn đã có một buổi picnic tại Accutting Lake, Springfield, Virginia vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9, 2019. Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định đã có một buổi picnic lần thứ tư vào ngày trưa Chủ nhật 15 tháng 9, 2019 tại Lake Accounting, thành phố Springfield, Virginia. Thời tiết thật đẹp, vì thế có gần 200 hội viên, gia đình và các hội đoàn đến tham dự. Năm 2015, ngày thành lập hội chỉ có 17 thành viên, nhưng trong 4 năm có được 188 thành viên và trong ngày picnic có thêm 4 thành viên mới. Được biết, trong một vài hội đoàn, Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định là có một số thành viên cao nhất. Ông Nguyễn Vĩnh Hưng, hội trưởng, hy vọng mọi chuyện tiếp tục trôi chảy sẽ có thêm nhiều thành viên để hội có nhiều nhân lực hoạt động tích cực hơn. Vì tất cả sinh hoạt về phương diện, văn hóa, giáo dục, chính trị, xã hội đều có sự đóng góp của các thành viên hội. Hàng năm, hội của chúng tôi có tổ chức thường niên hai kỳ họp mặt cho tất cả thành viên, đó là đầu năm âm lịch và picnic mùa hè hoặc là mùa thu. Thì ngày hôm nay là cái ngày picnic của hội, đó là cái ngày họp mặt lần thứ nhì trong năm. Ngoài những cái cuộc họp mặt mà thường niên cho tất cả thành viên, thì chúng tôi nhận từng nhóm nhỏ hàng tháng có sinh hoạt với nhau rất là đều đặn. 17 anh em mà khi bắt đầu thành lập 4 năm trước, chúng tôi nghĩ rằng trong vòng 2 năm đến 3 năm là chúng tôi sẽ có được khoảng 300 hội viên. Vì phần lớn những người tị nạn sống tại Sài Gòn Gia Định đều tị nạn tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cho nên cái con số thành viên đang có hiện tại không có đúng với sự dự đoán của chúng tôi. Cho nên nhân dịp này chúng tôi cũng xin kêu gọi quý đồng hương sinh hoạt, sinh sống tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, khi nghe đến Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn, xin mời quý vị đến để chung vui với chúng tôi và sinh hoạt chung với chúng tôi. Đây là buổi picnic và lần đầu tiên có được sự hiện diện của ông Captain Cảnh sát quận hạt Fairfax vùng Franconia và cùng với các cảnh sát của vùng khác đến tham dự. We are so gracious to be here. Everybody's treated us with the highest amount of respect and hospitality. And this has just been a great event for the police department to continue to build their relationship with the Vietnamese community. So I'm just happy to be here. Oh, it's so nice to be with everyone. Everyone's been so nice. A lot of the outfits the women are wearing are beautiful. The food is incredible. You gave me way too much food. I'm stuffed. And yeah, this is just so nice to get to see everyone out and about on such a beautiful day. Well, it's great to actually be out with the community on days like this, because we run into people a lot just through the daily course of duties, but we never really get to come out and really have a sit down with them like we have today. And that's a great thing. Like she said, we had more than enough food for two lifetimes. Got to meet some great people. It's nice to see how many people support us and are looking out for us in the community. So it's a good day for this. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự picnic Hội Ái Hữu Đồng Hương Sài Gòn Gia Định vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.